Lúc này tại nhà của Trương Ẩm Tử. "Công tử, khăn lạnh tới rồi, ngài có cảm thấy đỡ hơn chút nào hay chưa? Để ta cả đời này làm người phàm, chi bằng hãy giết ta luôn cho rồi." Trong mắt của cao nhân không có cái bụi, hắn chính là khiến cho ngươi sống không bằng chết của nửa đời sau này. Liên lụy ta bị đuổi ra khỏi thôn địa cầu, xui xẻo. "Sư phụ, cách làm người của công tử sư phụ cũng biết đúng không, mặc dù hắn bình thường đều phóng túng, nhưng là người rất có tình. Bây giờ hắn đã biết sai rồi, sư phụ bỏ qua, cứu hắn đi." Hừ, đến bây giờ còn giúp hắn xin tội sao? Nha đầu ngươi ngược lại cũng có tình có nghĩa đấy. Đôi mắt ở trong thiên hạ, cũng chỉ có sức mạnh của cường giả đế cảnh mới có thể phá được đạo văn của cao nhân, đi hoang uyên thôi. Diệp cô nương, mời. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Thế thì ta nói thẳng luôn đây, Khương Tiểu Thư, ngươi có biết ngươi đã phạm phải một lỗi sai lớn hay không? Trần Công Tử cải trang thành người phàm, du lịch hồng trần, còn ngươi lại đi khắp nơi để xây dựng tượng đá sợ người khác không biết công tử là cường giả tuyệt thế điểm này ngươi đã từng nghĩ qua hay chưa đây là ta muốn tốt cho cao nhân công trạng và thành tích của hắn mới có thể được truyền tụng mọi thời đại quá ngu xuẩn nếu như công tử thật sự hám danh lợi sao phải đem vị trí thống nhất thiên hạ này để cho ngươi ngồi vào chứ bây giờ ta sẽ hạ chỉ lập tức hủy hết những tượng đá này lúc thì xây lúc thì phá ngươi bảo người đời làm thế nào mà nhìn công tử nữa đây đây là thứ mà công tử muốn ta đưa cho ngươi cách bù đắp lỗi sai chính là nằm ở trong bài thơ ngươi hãy từ từ mà ngộ đi. Hôm qua dòng chảy đã trôi đi, khói tan vui buồn trong quá khứ, rơi lệ tế kỵ giấc mơ cũ, hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Lúc này ở sau vườn, thiên kiếp đã kéo đến ầm ầm. Cuối cùng đã tới rồi sao? Hóa ra là tiểu thất dùng theo thùa để nhập đạo, cuối cùng đã đến được cánh cổng của thánh đạo cảnh. Học theo thùa thì cần thời gian dài, quá trình vất vả, thì mới có thể theo ra được một tác phẩm tốt, ư, ừ, hóa ra là mình chậm chạp không thể đột phá đến thánh cảnh là vì không có tu tâm. Tiểu thất, nếu như muội không thích theo thùa chúng ta cũng có thể học cái khác. Không ca ca, ta muốn học. Bây giờ đối với mình mà nói. Một thành kiếp nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Tiếp tục đến đây đi, không lẽ mấy tia sấm sét này dừng lại đây chứ? Lẽ nào lại bị ta đối phó như vậy, thánh kiếp đều là cá tạp. Những người làm công trong nhà chứng kiến một cảnh này đều tỏ vẻ khâm phục. Mới 8 tuổi đã đột phá đến thánh cảnh. Thiên kiếp đúng là mất mặt thật, bị tiểu thất tiểu thư chơi đùa rồi. Đúng là ngưỡng mộ lúc này thiên đạo đã bị chọc giận tung một đòn mạnh mẽ phá hủy kết giới của tiểu thất không hay thiên uy không thể xem thường được đại lục của thần võ e rằng sắp có tai họa ập tới rồi cái gì đòn tiếp theo thiên đạo phóng vô vàng thiên thạch xuống nhà của trần phàm đáng ghét chỉ có thể cố gắng hết sức trước tình hình nguy cấp bỗng nhiên có tiếng ngáy vang lên vô vàng thân ảnh của trần phàm xuất hiện bay lên đánh tan toàn bộ thiên thạch đây không phải là tiếng ngáy đây là chiến ca của thượng cổ uy nghiêm vĩ đại cỡ nào cao nhân hắn cũng đang còn tuyên chiến với thiên đạo. Thiên đạo vậy mà bị thân ảnh của Trần Phàm đánh chạy không kịp sách dép, chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn tan biến. Không thể tin được, đến ngay cả thiên đạo cũng đã bị chinh phục rồi. Cao nhân, rốt cuộc còn có bất ngờ gì mà tiểu thất không biết nữa đây. He he, tiểu vũ, thật ra là Trần Phàm có biết cái gì đâu. Sáng hôm sau, tiểu vũ, đây là lần đầu tiên ta. Nàng phải dịu dàng một chút đấy. Ừm, yên tâm đi, ta sẽ không làm quá nhanh đâu vậy thì ta bắt đầu bay nhé á à, nhanh quá nhanh quá đậu xanh võ giả chính là lợi hại như vậy thế nào công tử cảm giác ra sao a à, nhanh quá đi tiểu vũ mau lên mau lên chút nữa á à, ta sắp không chịu được nữa rồi nghe những âm thanh này mọi người đều không thể nào trong sáng nỗi tiểu vũ và cao nhân có tiến triển có lẽ mình nên vui mới đúng địch nhưng mình rất muốn đập cao nhân một trận diệp khinh hồng đang có tâm trạng thường gặp của một người cha bọn họ ra ngoài hưởng tuần trăng mật rồi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cao nhân cho chúng ta nghĩ phép, thật ra là muốn chúng ta từ từ tu luyện, tịnh tâm để cảm ngộ chân lý của võ đạo. Trước khi cao nhân quay về, mọi người cũng đừng ở trong thôn địa cầu nữa, đi ra ngoài mới có thể lấy được sự rèn luyện tốt hơn, được, tiểu vũ, nàng nhìn núi kia đi, cao thật. Ở góc độ này nhìn biển lớn, giống như một mặt gương vậy. Ha ha, đúng thế, đẹp thật. Tiểu vũ, sau này nàng đừng gọi ta là công tử nữa, nghe cứ cảm giác lạ lắm hay là đổi một cách xưng hô thân thiết hơn nhé. Thật sự là được sao? Vậy sau này ta sẽ gọi chàng là Tiểu Phàm nhé. Lời vừa dứt Tiểu Vũ liền tiến tới hôn vào má Trần Phàm. Ừm, được nha. Vậy Tiểu Phàm, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? Cái này sao? Chi bằng hãy tìm một tiểu lâu tốt một chút để hưởng thụ. Á, à, Tiểu Vũ nàng đừng kích động, rớt xuống nước đấy. Lúc này Trần Phàm và Tiểu Vũ đã đến một nhà hàng để dừng chân, vọng hải lâu. Tiểu Nhị, đem những món ngon nhất của tiệm các người ra đây đến rồi đây, mời hai vị lên phòng trên lầu, đồ ăn sẽ có ngay. Được, nhanh lên một chút, chúng ta đói sấp mặt rồi. Bảy tám, đều đã lên đủ rồi, khách quan dùng thong thả. Thế thì ta không khách khí nữa. Mới chỉ gắp một cọng rau cho vào họng, mà chân Phàm liền phun ra ngay lập tức. Oẹ oẹ, quần què gì vậy? Bánh gạo phỉ thúy, không phải là rau hẹ xào xò biển sao, còn khó ăn đến như vậy. Chén canh rau xanh này cũng dám gọi là lãng nhật bạch long sao. Oẹ, giống như đống xít vậy đúng là tức chết đi được nhìn cũng không tệ nhưng sao ăn vào còn khó ăn hơn cả đồ của ta nấu vậy tiểu phàm tiêu chuẩn của chàng đúng là có hơi quá đáng rồi trên thế giới này còn có ai nấu ăn ngon hơn chàng nữa sao đúng là nét hào nhoáng bên ngoài mà thôi tiểu vũ chúng ta đi thôi đừng giận cùng lắm chúng ta đổi quán khác ăn là được rồi thật xui xẻo đây là bữa ăn cũng là lần đầu tiên đưa bạn gái ra ngoài du lịch cũng không biết chàng đến để trải nghiệm cuộc sống hay là cố ý đến gây sự tiểu nhị tính tiền Tới rồi đây, khách quan chờ một chút, để ta xem hóa đơn một chút. Hùng, lúc này Tây Môn Thanh Vân cũng bước vào. Đậu xanh, mỹ nữ này đúng là xinh đẹp. Hai vị tổng cộng tiêu hết một vạn mươi bảy tiền vàng, xóa cho ngài con số 0, một vạn 3.600. Cái gì, các ngươi là hắc điếm sao, bảo trưởng quầy của các ngươi ra đây. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại ở cùng với một người phàm, đúng là một đóa hoa cắm bãi phân châu. Khách quan miệng xin hãy lưu tình. Tiệm này là nơi chuyên cung cấp đồ ăn cho võ giả, một bữa cơm chỉ có một hai vạn lượng cũng đáng tiếc sao. Người đang nói là quản sự của vọng hải lâu, vương hoán, cái gì, thấy thế Trần Phàm liền quay qua hỏi nhỏ tiểu vũ. Đây là tiểu lâu chuyên cung cấp đồ ăn cho võ giả, đúng vậy, quan hệ của hai chúng ta, chàng con giả vờ đùa giỡn ở trước mặt của ta. À thì tiểu vũ, gần đây ta có hơi kẹt, nàng có thể. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Ngại quá, hóa ra thức ăn quá cao cấp, mình thân là người phàm cũng không có phúc để hưởng thụ. Gom đủ tiền rồi chứ, chỉ là một người phàm không có kiến thức mà cũng xứng đáng đánh giá đồ của vọng hải lâu chúng ta hay sao ư ừ, ngay lập tức tiểu vũ ném hai cục vàng vào mặt vương hoán địch người phàm thì đã sao chúng ta nếu như bỏ ra ngân lượng thì có tư cách để đánh giá huống hồ bạn trai của ta nấu ăn còn ngon gấp vạn lần so với đầu bếp của vọng hải lâu các ngươi đương nhiên chàng ấy có tư cách đánh giá rồi he he tiểu vũ gọi mình là bạn trai ta thấy các người là đến gây sự thì đúng hơn hừ cũng không nghe ngóng vọng hải lâu chúng ta là nơi nào lại dám ngang ngược ở nơi này. Người đâu, bắt hai tên quê mùa này lại cho ta, vâng vâng, rõ, khoan đã, vương quản sự. Nếu như bọn họ đã tự cho mình là siêu phàm, cứ để bọn họ tỉ thí với đầu bếp của vọng hải lâu, ngươi thấy thế nào? Tây muôn quan nhân. Được, nếu như quan nhân đã nói như vậy rồi, các người có dám nhận hay không? Nếu như thua, tự chặt đứt 10 ngón tay bày tỏ thành ý. câu quan không được, đợi lát nữa ngươi sẽ biết ai mới là cái thứ quê mùa ếch ngồi đáy giếng, tiểu vũ, ha ha sắp chết tới nơi rồi mà còn cứng miệng, ngươi sẽ phải hối hận vì sự kiêu ngạo của ngươi. He he, đợi hắn thua rồi, tiên nữ tỷ tỷ không phải là người của mình rồi hay sao? Gòi gòi, xong mày gòi. Để ý tới tiểu vũ thì mày chỉ có chết.